cầu thủ thêm cả nhà ơi. Đây là cầu thêm, bây giờ mình đi qua quận 2 nha. Thì mình thì kêu mình quay cái cầu đây công trình nó đang làm. Thì đây mình đi đi trên cầu thủ thêm bên quận nhất nha cả nhà. Thì đường thì bữa nay cũng vắng. Mấy tòa nhà bên quận 2 nữa cả nhà. Quay đây đang ở bên quận 2. Quay mấy tòa nhà vừa qua cầu cầu Thủ Đức Thủ Thêm 2 nha cả nhà. Lấy gần cho cả nhà xem. Thì thấy không cả nhà? Thì mình đang đứng bên đây là bên quận 2 nha. Thì đường xá bên đây hướng chạy thẳng đây về là quận nhất nha cả nhà. Đó, cầu đây là bên về quận nhất nha. Đó, bên đó cầu cầu Thủ Thêm 2 á. Đây là có mấy tòa nhà. Cao chót chót luôn cả nhà. Đó, xe giờ này thì xe cũng quá cả nhà. Đây nói chung không có đông, đường cũng quá cả nhà cả nhà. Thì ở đây nè, còn đất trống quá trời luôn cả nhà ơi. Thì đây quay thêm một chú anh chị coi xem nha. Tòa nhà đó là bên Nguyễn Hữu Cảnh 81 tầng cả nhà. Ở đây thì cũng còn đất rộng lắm cả nhà ơi. Đất bao la. Đây bên quận 2 nha. Vừa bên quận nhất đổ giúp cầu qua quận 2 cả nhà ơi. Đây nè, còn đất còn bao la. Tòa nhà
Thì đây xe mình cũng đi giao hàng bên quận 2 nè cả nhà. Đó. Giao hàng thì mình review cho cả nhà xem. Xe mình đang đậu đây là chờ đang giao hàng. Nói chung rảnh thì mình sẽ review khu quận 2 cho cả nhà xem. Đó, bên về là chạy thẳng quẹo trái là đỡ ra đường Trần Não luôn á cả nhà. Đang xuống dưới chung cư cả nhà ơi. Nè. Đó. Thì mình đi giao hàng á, giờ đang ở chung cư dưới tầng hầm B1. Thì mình sẽ view đang ở dưới tầng hầm nha cả nhà. Đó. Làm xe quá trời luôn. Giờ xe mình đang nó nên bỏ hàng quá trời, giờ mình chuẩn bị chắc hàng xuống rồi cả nhà. Bây giờ tháo hàng ra, tháo bẩn tháo đồ ra chuẩn bị mình đi giao hàng. À, đây giờ chuẩn bị vô đây là đây cưng. Đang ở dưới tầng hầm chung cư. Thì video mình là cuộc sống thường ngày, mình có gì mình quay cho cô chú anh chị xem cái đó nha cả nhà. Nè đây nó là quá trời. Đây là ở dưới tầng hầm này. Bên tu thêm luôn. Giờ mình đi giao hàng cho các khách cả nhà. Đây, xe mình đậu. Giờ đây mình chuẩn bị mình lên cầu Thủ Thiêm, mình đi về quận nhất rồi cả nhà ơi. Bây giờ sao giao hàng xong rồi nè, giao hàng xong rồi mình chuẩn bị mình đi về cả nhà. Đó, giờ mình chuẩn bị mình đi lên cầu Thủ Thiêm, mình đi về quận nhất. Đang giao ở mấy chung cư đây nè. Đó, thì giao xong rồi cả nhà. Giao xong rồi còn là mình đi về quận nhất nha. Có xe khách Tây. Khách cả nhà chở đoàn khách Tây đi xe mui trần á.
cầu cầu treo của Thủ Thiêm 2 nha cả nhà. Đây mình qua tới đây là quận nhất rồi. Đang đi qua quận nhất cả nhà. Lê Dũng nè, sắp đụng ngã tư Lê Dũng đó cả nhà. Thì thôi tới đây video cũng khá dài rồi cả nhà ơi. Cả nhà có yêu mến video của Trung thì cho Trung xin một like và một đăng ký kênh để Trung có động lực ra tiếp video cho cả nhà xem. Cảm ơn cả nhà nha.